các bạn. Chúng ta có map mới của game Animal Reborn Battle Simulator. Nhân vật chính của ta hôm nay là Superhero Dinosaur Batman Direct. Con Direct này có thể phun lửa nha các bạn, với móng vuốt đỏ ở chân và tay. Bây giờ đã có mặt phun lửa dữ dội với cái con thú của Lava vô lòng rồi. Dài thế. Đối thủ của Batman Direct là Superman Direct. Bay lên trên không trung rồi cho mày rớt. Rớt chưa? Rớt rồi. Với heo hào và con Stegosaurus. Stegosaurus này nó có cái sừng ở trên gai trên lưng và sừng ở đuôi. Khi tấn công đối thủ nó sẽ một cái đuôi mạnh với sừng và đâm vào đối thủ. Phần gai trên lưng là tiến hóa để bảo vệ phần sống lưng của con thú này. Đây là zombie và bọ ngựa. Biến khổng lồ và hai con trâu. Phải không ta? Đúng rồi. Dạng bò hút à. Hai con bò hút. Bò hút là Red Bull nhưng mà cái con hình này lại là con bò vàng có sừng. Con này con gì đây? Con rồng hả ta? Đúng rồi. Trên là rồng, dưới là hai con sâu. Mày lì hả mày. Tiếp theo là Hydra. Werewolf đúng không ạ? Spider-Man dạng người tròn, người sói á. Đúng rồi, là con này là người sói. Mình đánh cái nhân vật của Squid Game à. Ui à. Giờ dính thuốc độc rồi, nằm xỉu rồi. Tiếp theo là các chiến binh Emrai và King Kong. Con T-Rex này ngoài cú táp ra nó còn có cái trò quất cái đầu nữa. Cái sự phát triển của cái cơ ở cơ cổ á, trong tiến hóa làm để chịu đựng được cái sức nặng của cái đầu của con T-Rex à, nên cái phần tai chi trước của T-Rex á, nó sẽ bị một phần nào đó teo nhỏ lại, bởi vì cũng vì sự tiến hóa bảo vệ cánh tay của nó tránh phải những cú táp của đồng đội khi tấn công đối thủ theo đàn, khi săn theo đàn.
thì nó phải thu nhỏ cái tay lại dần dần. Quá trình này cũng diễn ra rất là lâu, sau hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn năm. Họ đang đánh là Host King Kong. Jurassic cũng sống vào cái thời kỳ là kỷ phấn trắng, khoảng 60 triệu năm về trước. Sau loại con Dinosaurus, đặc biệt cái con này nó lại di cư qua nhiều vùng đất, cả châu Âu, châu Á, trừ Bắc Cực thôi. Nên cái xương của nó, hóa thạch của nó, người ta được tìm thấy cũng khá nhiều. Ô, cắn một phát, 5 con luôn, hiểu chưa? Nhưng mà chết. À, tiêu diệt được hai con đây rồi, này chết dữ dằn á. Nó canh một, nó canh xong rồi nó thụt lồi, nó nhảy nó tát chúng ta. Iron Man Dinosaurus nè, đối thủ cuối cùng đó là Superman Direct. Chiến đấu dữ dội chưa? Vậy Superman Direct đang yếu thế hơn so với Batman Direct. Đây là Batman Direct đã chiến thắng. Win.